Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay của giải Ngoại hạng Anh sẽ ra các trận đấu của vòng 7. Trận đấu sớm nhất của ngày thi đấu hôm nay là cuộc đấu sức giữa Manchester United với Everton vào lúc 18:30. Ở trận đấu này, Manchester United được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Solskjaer có cơ hội để giành chọn 3 điểm trong ngày hôm nay. Vào lúc 21 giờ sẽ ra 4 trận đấu. Đó là cuộc đấu sức giữa Burnley với Norwich City, Chelsea với Southampton. Chelsea sau 2 trận thua liên tiếp đối đầu với Southampton là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel tìm lại niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, cuộc đấu sức giữa Leeds United với Watford được dự đoán cân sức cân tài. Cuộc đấu sức giữa Wolves với Newcastle United cũng được đánh giá là cân sức cân tài. Vào lúc 23:30, Arsenal sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brighton. Sau 3 trận thắng liên tiếp, đây là cơ hội lớn để thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta có chiến thắng thứ 4 liên tiếp để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh trước vòng đấu thứ 7 như sau. Liverpool dẫn đầu với 14 điểm, Manchester City đứng thứ 2 với 13 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 13 điểm, Manchester United đứng thứ 4 với 13 điểm, Everton đứng thứ 5 với 13 điểm, Brighton đứng thứ 6 với 13 điểm, West Ham đứng thứ 7 với 11 điểm, Aston Villa đứng thứ 8 với 10 điểm, Brentford đứng thứ 9 với 9 điểm, Arsenal đứng thứ 10 với 9 điểm, Tottenham tụt xuống vị trí thứ 11 với 9 điểm, Watford đứng thứ 12 với 7 điểm, Leicester City đứng thứ 13 với 7 điểm, Wolves đứng thứ 14 với 6 điểm, đứng thứ 15 là Crystal Palace 6 điểm, đứng thứ 16 là Southampton 4 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 3 điểm. 3 vị trí cuối cùng thuộc về Leeds United, Burnley và Norwich City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.